Chuyện loài rồi à. Phật. Domino chuyện một con cáo nâu đen. Phần thứ nhất, thời thơ ấu vàng son, một mái nhà thân yêu, mặt trời đã khuất sao rặng núi Gondu và ánh hòa hôn êm dịu mà tất cả các loài thú đều yêu thích đang trải dài trên những dãy đồi núi và bình nguyên bao la, sáng chiều sáng rực phụ. ánh thòa hào ban hiền thiệu lên những thung lũng xinh xắn như muốn ngăn cản vào đêm cao trên ngọn đồi gần sông sao pa là một cánh rừng thông nho nhỏ đang độ xanh rờn ở đây thật dễ chịu và yên tĩnh lúc chiều tà giữa khu rừng đó trên khoảng rừng thưa có một gia đình nhà cáo nối vào hang nằm khuất ở ngay bìa rừng đúng giờ này cả gia đình cáo chui ra ngoài nô đùa và tận hưởng nơi mát lúc chiều hôm cả mẹ theo dõi bầy con nô đùa nó rất sốt sắng duy trì cuộc vui chung lỗ cáo con nhiều lông tơ mềm mại nô đùa không hề quan tâm đến thực chất của cuộc sống vừa mới bắt đầu trong khi người mẹ dồn hết cả sức lực cao cả vào việc phục vụ chúng và đối với chúng thì diễn nhiên tất cả thế giới này đều là bạn. chúng nô đùa và ẩu đả chúng đùa bắt nhau trong niềm vui mãnh liệt không gì kìm hãm đuổi theo cả lũ rùi bọ, hít hết cả một cách chúng tản những con ong đất béo tròn và chạy như điên để tóm lấy cái chóc đuôi của mẹ hoặc giật của nhau mổ thức ăn cũ của nào đã đó đã văng bỏ từ lâu chúng nô đùa cốt để giải trí và thỏa mãn với bất cứ lý do nào khiến cho chúng lại được nhảy tứ tung chiều hôm đó trò chơi của lũ cáo con là một cái cánh dịch đã khô heo à, hàng chục lần chúng à, nó bị thải qua thải lại từ con nọ sang con kia Nhưng cuối cùng thì chú cáo con lanh lợi nhất trong à, Có một quan đen ngang mổm Chiếm được cái cánh dịch Nó phong nhường cho ai cả Và bắt đầu ngậm phật đoạt được à chạy vòng tròn cho đến khi những con cáo kia chán cái trò tuổi bắt vô bổ này. Nó liền nhả cái cánh ra và bám lấy đuôi mộ. Hòa à, nhá, mà giật cho đến khi mẹ nó bất ngờ nhảy lên, hấp đuôi đi, khiến cho kẻ hay gây rối quả lửa người ra. Giữa lúc nhốn nháo đó, bỗng trên bãi trống xuất hiện một con cáo già. Vừa nhát thấy nó Cáo mẹ đứng phắt lên Và lũ cáo con hoảng sợ Nhưng hình dáng quen thuộc Của con cáo kia lập là tức làm chúng yên tâm Nó chính là con cáo bố Nó mang thức ăn tới Cho nên tất cả đều hướng mắt Vào mũi về phía nó Cáo bố đặt bọt mang về xuống đất Nó là một con chuột xạ Vừa mới bị cám chết và cáo mẹ vội chạy đến những người thợ săn thường kể rằng cáo không bao giờ đem mùi về bằng hang nếu cáo con không có nhà và trong các câu chuyện của người đi săn đôi lúc cũng có những điều nói đúng cáo mẹ xé con chuột xạ ra cho bầy con và chúng lao ngay vào chúng dặn co dần giật con mồi Tru lên sương mắt nhìn nhau dữ tợn Con nào con nấy đều hụt hạt Lắc lắc thế đầu Cố gắng đoạt lấy phần thức ăn của mình Cáo mẹ nhìn thấy con ôm sợm xung quanh con chuột chết Đồng thời vẫn quan sát cả khu rừng Ở đó luôn ẩn náo những kẻ thù thâm độc Bọn người có súng ống lũ trẻ với bài chó, chim ưng và cú vọ. Tất cả đều thèm muốn sang bắt lũ cáo con. Cá mẹ thường xuyên thận trọng và cháu chồng cũng giúp đỡ nó trong công việc này. Mặc dầu cáo bố giữ vai trò thứ yếu trong việc gia đình và tạm thời khi cáo con còn chưa mở mắt, thì thậm chí nó không được bò hang nhưng nó vẫn tự nguyện mang thức ăn về và canh gác trước hang. Bữa tiệc vui vẻ của bầy cá con đang lúc sôi nổi nhất thì bỗng nhiên từ xa đưa lại một tiếng kêu ú ú ác ác của cá bố. Đó là tín hiệu báo mối nguy hiểm đang đến gần. Giá như lũ cá con, con già dặn hơn một chút thì chúng đã hiểu ý nghĩa của tín hiệu đó nhưng chúng còn quá bé nên có mẹ vội vàng giải thích để cho chúng biết phải làm gì. Sau khi nhắc lại cho bảy cáo con nghe tiếng sủa xa xa của các bố bằng một giọng trầm đầy đe dọa, có mẹ lùa chúng vào trong cái hang tranh tối tranh sáng để chúng có thể bình tĩnh ăn hết con chuột xạ. Chỉ tính ở trang trại của vùng New England thôi cũng đã có không dưới một ngàn cặp cáo sinh sống. Mỗi cặp hàng năm lại cho ra đời một lứa cáo mới. Và vì thế, rất có thể những cảnh vừa mô tả trên đây xảy ra thường xuyên trước mỗi hang cáo. Và những ngày xuân đẹp trời. Từ đó ta suy ra rằng, mỗi năm có trên một ngàn ngàn. Một trăm ngàn lần cảnh như thế này lặp đi lặp lại trước mũi chúng ta. Tuy nhiên, tất cả những cảnh này đều diễn ra trong bí mật. Và bố mẹ lũ thú rừng thận trọng đến mức rất có thể chỉ có một người trong sống trong trăm ngàn người mới có diễm phúc được chứng kiến khung cảnh gia đình tương tự như thế. Ở Gondu, con người hạnh phúc duy nhất trong số một trăm ngàn người đó chính là anh uh, Trúc. Đó là một cậu bé cao ngồng Tóc bạch kim Mặt đầy tàn nhang Lúc nào cũng leo trèo trên cây tìm tổ quả Thay gì chăn dắt đàn bò Chú theo dõi bài cáo nô đùa Không phải như mọi đứa trẻ bất kỳ Mà theo dõi với sự hồi hộp Của một nhà tự nhiên học tương lai Cậu chú ý ngay đến con cáo con có cái vệt đen ngay ngang mõm trông như cái mặt nạ ở bộ áo domino dùng trong ngày hội giả trang và sung sướng mỉm cười với nó cậu bé không hề có ý định quấy rầy cuộc giải trí của bầy cáo con nhưng dù sao cậu cũng là kẻ ngẫu nhiên có lỗi làm cho cuộc vui dừng lại bất ngờ và gây ra tất cả thảm họa sẽ dán xuống đầu gia đình cáo sau này. Adner chỉ sang cáo vào mùa đông. Cậu rất tự hào về diện con chó săn của mình. Nó đầy hứa hẹn sẽ trở thành một con chó nòi tốt nhất trong toàn bang. Sự thật tạm thời thì đó chưa phải là con chó trưởng thành mà mới là một chú cún con. Nhưng chú cún có những cẳng chân khá to, cái mụn thon và bộ ngực nở. Giọng nó rất khỏe và ban xa. Và căn cứ vào tính tình hung hăng dễ cáo thì lúc lớn, nó sẽ là một con chó dữ. Anh thường nhốt nó ở trong nhà, nhưng lần này không hiểu sao nó lại thoát ra ngoài được. Bà dĩ nhiên nó chạy ngay đi tìm cậu chủ. Nó tới gần làm cho cáo bố lo sợ. Sau khi biết chắc tất cả bảy đứa con thơ dạy, yêu quý đã ở ngoài vòng nguy hiểm, cả mẹ liền chạy ngay ra đối mặt với kẻ thù. Nó cố ý chọn con đường để lọt ngay vào tầm mắt con chó lúc đang chạy tới hang và quả nhiên nó nghe thấy tiếng sủa lanh lảnh khiến cho ngay cả trái tim đã được tôi luyện của chồng nó cũng phải đặt mạnh nhưng giờ đây nó không nghĩ tới bản thân mình nó thu hút sự chú ý của con chó về phía mình và khi đã cảm thấy chạy được cách hang một khoảng vừa đủ bảo đảm an toàn cho hang thì nó bước luôn khỏi con chó làm rối loạn dấu vết và quay trở về hang. Ở nhà mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chỉ có con cáo, con vẩm đen mỗi khi hay chạy đón mẹ. Ngay lối ra, vào lần này, lại nếp vào xó sâu nhất trong hang, chuối mũi vật cát. Năm phút trước đó, nó còn quá ra ngoài hang, nhưng đến khi nghe tiếng chó sủa ghê rợn, chói tai thì nó run sợ đến ớn lạnh sương sống run rẩy đến cả mẫu chất cái đuôi sù lông cáo con cuốn bước dẫn vào trong góc sâu nằm có rúm lại và cứ nằm mãi như thế rất lâu cả sau khi cơn sóng gió ấy qua đi từ trước tới giờ nó chỉ sống trong thế giới tình thương nhưng bây giờ nỗi sợ hãi đã bắt đầu thâm nhập vào cái thế giới đó rồi